Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Huy Robot. Ở trong video này, mình sẽ giới thiệu với anh em là cái con robot mới của Meta mùa này là con robot Orphean, cùng với đó là sử dụng cái bộ súng loa. Bộ súng loa thì là cái bộ súng mạnh nhất trong cái tượng game của robot này, thì điều đó thì ai cũng công nhận. Nhưng về cái độ khó để mà sử dụng thì rất là khó. Thì cho nên là như vậy nên ở Meta hiện tại đã có một cái con robot Orphean này rất là thích hợp để mình tiếp tục có thể sử dụng cái Meta này. Thôi, ở đây thì là có cái con robot Fancy, anh ta sử dụng cái vũ khí là dao phóng lợn, cho nên là cái vũ khí này nó sẽ khắc chế cái những cái con robot mà có cái khả năng là cái khiên tím này cũng như là khiên vàng, như vậy thì để mà có thể áp sát. Bởi vì cái bộ súng loa này thì nó cũng là áp sát như là cái bộ súng dao phóng lợn anh em, tuy là cái tầm bắn là của nó là 200m nhưng chúng ta vẫn cần phải áp sát đó, bắn cho anh ta biết mình ở sau lưng rồi thì mình sẽ đổi qua một cái vị trí khác, bật cái fairship lên để mà có thể di chuyển qua một cái vị trí an toàn. Đây rồi, mình sẽ chờ kỹ năng này. Bộ cạp anh ta bắt mình không? Mình bật kỹ năng lên rồi. Rồi mình tìm anh ta đâu này? Bởi vì ấy cái con bộ cạp này nó săn mình lần một đúng không, thì sẽ có lần hai, rồi mình sẽ tìm và tiêu diệt lập tức, diệt cỏ phải diệt tận gốc luôn. Chứ nếu mà lát nữa mình để cho anh ta sống không, lát nữa anh ta sẽ lao lên và giết mình, bởi vì mình có biết chơi bộ cạp mà. Đây rồi, bây giờ anh ta áp sát, anh ta muốn chơi mình anh ạ, nhưng không sao, mình sẽ hạ gục anh ta. Anh ta lao đến một cái tầm ngắm trước mặt mình luôn, rất là đẹp, để mà mình có thể dồn đam vào thẳng mặt anh ta luôn. Ở đây thì cái con Fancy anh ta đã tới nhà mình và anh ta lùa cả team mình rồi. Thì như vậy thì team mình họ sẽ tập trung vào dồn vào cái mục tiêu đó, thì họ sẽ không chịu lên cao để mà có thể chiếm trụ. Như vậy thì lát nữa trụ sẽ bị thua thế. Vì vậy nên mình đã lùi về và giúp đồng đội tiêu diệt cái con robot Fancy sử dụng cái bộ súng dao phóng lợn này. Bởi vì con Fancy là một con robot rất là trâu, nếu như anh ta mà cứ nhây như vậy thì có lẽ là sẽ bị kéo rất là nhiều thời gian, rất là lãng phí thời gian. Mà đồng đội của chúng ta thì cứ ở nhà như vậy thì từ từ cái trụ nó sẽ bị mất nhiều, cho nên mình sẽ phải về nhà và giúp đồng đội tiêu diệt cái mục tiêu đó. Ở bên đây thì mình đã chiếm một trụ này, mình sẽ giúp đồng đội chiếm trụ này đã. Rồi, chiếm xong thì mình sẽ mới tiếp tục lao lên, bởi vì trụ là ưu tiên em nhé. Đây, con robot Mars ta tới rồi, mình có kỹ năng rồi đúng không, mình lùa anh ta một chút rồi bật kỹ năng lên, rồi anh ta không ra bắn mình ạ. Rồi anh ta vẫn bắn. Cái kia là tháp pháo của cái con robot ma anh em ạ. Tuy ấy, là cái bộ súng của Meta mùa này, bộ súng thích hợp cho cái con robot Orphean này là cái bộ súng mới của mùa này là có súng Rapid. Nhưng có một cái vấn đề rất là rõ rệt ở đây, đó chính là cái bộ súng đó ở Meta hiện tại thì đam rất là yếu. Cái khẩu súng đó ấy, thì nó sẽ có thể là giúp chúng ta duy trì cái hiệu ứng nổ để kết hợp với lại kỹ năng của robot Orphean, cùng với đó là cái tầm bắn xa cũng như là cái khả năng tích tóc mẹ rất là nhanh. Nhưng mà thực ra thì cái đam của nó rất là yếu thì không hiệu quả anh em ạ. Quan trọng ấy, điều quan trọng nhất thì vẫn là đam to mới là cái điều quan trọng nhất. Rồi thì hiện cho nên là như vậy nên là mình sẽ phải tìm một cái khẩu súng khác để thay. Thì cái ứng cử viên sáng giá mà mình lựa chọn đó chính là cái bộ súng loa. Bộ súng loa là cái bộ súng mạnh nhất trong tựa game của robot này và khiến cho kẻ địch không thể hồi máu. Như vậy thì đây là cái ứng cử viên sáng giá. Cái bộ setup thứ hai đó chính là mình kiến nghị thì ứng cử viên thứ hai đó chính là cái bộ súng gọi là shotgun nổ. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải áp sát thì mới bắn được em nhé. Chứ còn nếu mà bắn xa thì cái bộ súng đó thì đam cũng không quá là nhiều. Rồi, kỹ năng hồi rồi, mình bay lên, mình dí cái con Titan Outman này. Bởi vì ấy, lúc nãy anh ta ở một cái vị trí khác, anh ta cứ bắn tỉa. Như vậy thì không, anh ta sẽ sử dụng cái bộ súng gọi là làm mù. Như vậy thì những người đồng đội của chúng ta ở cái vị trí xa sẽ bị anh ta tỉa cho làm mù thì không bắn được nữa. Cho nên là như vậy nên mình sẽ cần phải lao lên và hạ gục nhanh chóng anh ta. Rồi, mình kẹt vào cái tường này để mà có thể bay thấp. Mình bị dính hiệu ứng suppression đến từ cái con Titan Norden. Nhưng không sao, bởi vì cái lượng đam tích vào quá là nhiều, lượng đam bắn vào cái khiên của cái con robot Orphean này quá là nhiều, cùng với đó là cái bộ súng loa. Vì vậy nên cái lượng đam vẫn là đủ để mà có thể tiêu diệt được cái con Titan Norden và gây cái áp lực cho cái con robot Seraph kế bên của anh ta. Lý do mà mình luôn muốn sử dụng cái bộ súng loa này bởi vì cái khả năng của nó là không thể hồi máu. Như vậy thì chúng ta mới có thể dứt điểm nhanh chóng cái mục tiêu. Rồi, bật kỹ năng lên, rồi đam nhận vào rất là nhiều. Thì như vậy thì cái con robot Titan Eater của bên họ thì đã bị mình bắn sắp vào lợn. Tiếp theo là cái con robot ở cái bên anh ta cũng bị mình hạ gục luôn.
Điều quan trọng khi mà sử dụng những cái con robot với có một khả năng tích thiên, tích lượng đam và cái lượng thiên tím này như vậy thì chúng ta sẽ phải cần làm sao mà dụ địch họ bắn vào cái thiên tím đó, mình dụ rồi đấy, bắn vào thiên tím anh em ạ, đó như vậy. Cho nên là cái lượng đam của cái vũ khí tích hợp đến từ cái khả năng tích đam của cái thiên tím này thì nó mới to như là cái con robot hồi như những meta lần trước ấy, thì đó là cái con robot Fafnir này, robot Ares này, robot Hades. Và ở cái thể hiện tại thì đó chính là robot Orphean. Rồi nhảy lên, rồi nhảy lên này, bắn này, rồi sau khi nổ bắn vào này, đó sau khi nổ bắn vào thì làm to lắm em ơi. Rồi mình tỉa tranh tán sắp lợn luôn, mình sẽ cố gắng lao lên để mà đồng đội chúng ta có thể mà giải tỏa áp lực, sau đó là họ sẽ giúp mình chiếm đi được những trụ khác, mà họ có giúp mình chiếm trụ khác không thì mình cũng chưa rõ nữa. Đây hiện tại thì mình đã bị 3 mục tiêu tấn công, rồi 4 mục tiêu, như vậy thì mình lại bật phe ship lên và lựa chọn một cái vị trí thích hợp đây, rồi lựa chọn vị trí thích hợp di chuyển đến một cái vị trí an toàn, rồi mình sẽ bật cái kỹ năng lên rồi bay qua kia để mà giải tỏa áp lực. Rồi chờ cho cái địch họ đã đây, vừa rồi mình đã bị 3 mục tiêu rồi 4 mục tiêu họ dồn vào họ bắn. Thì bây giờ mình sẽ cần phải mà di chuyển đến một vị an toàn. Vừa rồi là ở trong từ đầu trận đấu đến giờ thì mình bắn không ngừng nghỉ chút nào, nhưng ở cái tình huống vừa rồi thì mình đã bị rơi vào một trạng thái bất lợi, cho nên mình sẽ cần phải rút về. Sau đó thì mình cũng đã lao lên và giúp đồng đội hỗ trợ tiêu diệt cái con robot Anger đó đi. Hiện tại thì bên mình đang có 3 trụ rồi, Anger anh ta vào đây thì anh ta còn có một người đồng đội nữa vào trong cái trụ để hỗ trụ rồi, cho nên là hiện tại thì anh ta có thể chiến được trụ đó. Mình sẽ cần phải quan sát một cái vị trí thích hợp để có thể lao lên tấn công, bởi vì hiện tại thì cái lượng đạn của cái khẩu súng loa này đã đầy rồi. Rồi mình bay lên kích này, bay lên kích cái khiên này, thì đa số những cái con robot ở cái thời điểm tại thì họ không dám bắn vào cái khiên, cho nên là mình sẽ bay lên, như vậy thì mình sẽ nắm hoàn toàn ưu thế mà bắn trên kèo luôn, bắn thẳng luôn mà địch không dám bắn mình. Rồi mình bật phe ship lên và lao bên trong áp sát đến cái con robot Fenrir, bắn toàn bộ băng đạn loa và anh ta luôn. Như vậy thì rồi kích cái tàu mẹ lên này để mà có thể tăng được cái lượng sát thương, rồi có tăng hình, như vậy thì mình mới có thể tránh được sự sốc đam vừa rồi đến từ cái con robot leader anh ta lao đến và anh ta muốn đơm mình em ạ. Đây hiện tại thì mình đã hồi lại được cái máu xám đến từ cái tàu mẹ Baladin sau khi hết 10 giây của cái tàu mẹ Baladin. Nếu như chúng ta vẫn còn cái lượng khinh vàng thì sẽ được hồi lại cái lượng máu xám là 25%. Kết hợp với đó là còn kết trổ ở trong trận đấu này thì như vậy thì mình sẽ được là có thể mà duy trì cái lượng máu vẫn còn lại rất là cao luôn. Bây giờ thì bên mình đã bị thua 4 trụ đó rồi, cho nên là vừa rồi mình đã tiến tới một cái vị trí này để mà có thể giúp đồng đội tiêu diệt cái con robot đó và chiếm lại trụ này. Nhưng ở đây thì có một cái con luchador ở đây rồi, anh ta đã lao tới và muốn không sao, mình đã tiêu diệt anh ta bởi vì hiện tại mình đã mắc rồi. Và mình bật phe ship lên để mà tránh sự sốc đam đến từ cái con robot Happy. Rồi anh ta sử dụng cái con phi công mà tăng hình khi mà rơi xuống ấy mà. Rồi mình bắn anh ta luôn. Rồi khi mà anh ta đã không có xuyên kiên ấy thì khó mà có thể trị được cái con robot Orphean này. Mình chiếm lại cái trụ này để mà có thể lấy lại thế cân bằng. Hiện tại thì mình đã có 3 trụ rồi. Đây hiện tại thì Titan của tiếp địch, Titan Rock anh ta chiếm lại cái trụ kia, nhưng mà mình lại chiếm lại được cái trụ giữa này. Như vậy thì mình vẫn còn 3 trụ anh em nhé. Rồi mình bay lên, rồi anh ta muốn bắn mình à? Anh ta bắn mình, tại sao anh ta bắn mình nhiều vào cái lượng khiên tím đấy nhỉ? Có lẽ anh ta muốn thử xem là cái con robot Orphean này, robot mới này anh ta chưa biết, thì như vậy thì nó đang bị bắn vào nhiều thì nó có to hay không ấy? Có thể là như vậy mà, hoặc là anh ta bị lag. Như vậy thì đó, anh ta muốn đơm mình tiếp anh em ạ, anh ta cay mình lắm rồi. Rồi anh ta có thể để anh ta từ đội trận đấu rồi, anh ta nhìn thấy con robot Orphean này mình cầm loa và tiêu diệt toàn bộ đồng đội của anh ta, cho nên anh ta muốn báo thù cho đồng đội của anh ta anh em ạ. Nhưng không thành công bởi vì cả súng loa này đàm rất to, cùng với đó là khi mình bay lên thì anh ta sẽ bắn vào khiên, đàm không thấm luôn anh em ạ. Ôi đây là cái con robot Fafnir lại đang sử dụng cái bộ súng laser này. Rồi không sao, mình đi dưới chân anh ta anh em ạ, đi dưới chân anh ta, rồi mình bật cái tàu mẹ lên, rồi có tăng hình mình lùa dưới chân anh ta không được bắn mình. Mình bay lên và chờ cho anh ta hết cái tăng hình rồi bắn anh ta. Rồi khi mà anh ta tăng hình đúng không thì mình vẫn có thể bắn được nhờ cái độ cao của mình, cao bay cao bằng anh ta luôn. Rồi như vậy thì hiện tại thì ở cái trụ nhà đúng không, mình sẽ không chỉ trụ nhà, mình sẽ tiếp tục lao tới và hỗ trợ đồng đội này. Anh ta nhảy ở đây rất là lâu rồi mà mãi vẫn không tiêu diệt được cái con robot Miller này, thì mình sẽ lao tới và hỗ trợ đồng đội bằng cái khẩu súng loa để mà có thể nhanh chóng kết thúc giao tranh. Tiếp theo mình sẽ lao tới và giết con robot Revenant này.
Thì đây cũng chính là cái kết của trận đấu này rồi. Một trận đấu khô máu đến tận phút cuối cùng, tận giây cuối cùng anh em ạ. Đó, vừa rồi đây là toàn bộ cái chia sẻ về cái trận đấu của cái con robot Orphan sử dụng cái bộ súng loa. Một trận đấu rất là gay cấn luôn, với một cái kết quả là 28 kill 12 trụ. Nếu như anh em thấy video hay và giúp ích truyền cảm hứng cho anh em thì đừng quên để lại cho anh một like và một lượt đăng ký kênh, bình luận cái ý kiến của mình để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.